hiện nay những cơ hội mới của phát triển của ngân hàng Việt Nam là một phần lớn nhất là phần security, phần quan trọng nhất. Cho nên một trong giải pháp của Konica Minolta đó đưa ra là mình không phải là in ấn không. Phần sau lưng của mình là luôn có phần mềm. Và phần mềm là phần phát biểu rất là quan trọng về cái security cho nhà băng. Không khác gì cũng như nhà điện cho nhà băng để có đủ điện, nhiều giải pháp cho những cái nhà băng. Vậy thì tính cho đến nay thì khách hàng Minolta Konica tại Konica Minolta đó là thật ra mình có rất là nhiều sản phẩm. Sản phẩm Konica Minolta Business ở Việt Nam đó là sản phẩm in ấn cho các thị trường. Thì từ văn phòng lên đá lên tới công nghiệp thì mình có giải pháp từ phần mềm tới phần cứng. Hiện nay khách hàng lớn nhất của Konica Minolta Việt Nam là bên công nghiệp, là in ấn cái bằng tốc độ cao trên 100 trang, trên 150 trang một phút. Thì hiện nay đó mình có khách hàng cũng như nhà băng ở Việt Nam với khách hàng nước ngoài, công ty nước ngoài vào Việt Nam, nhất là công ty Nhật với công ty Hàn Quốc rồi đó, thì mình cũng có rất nhiều khách hàng đó. Mình không phải là hàng đầu ở Việt Nam nhưng mà mình cũng là hạng nhì, hạng ba, nhưng mà trong phần mà công nghiệp á, con này cần mình nói tờ là hàng đầu ở Việt Nam. Thật ra cơ hội thì rất là nhiều, nhưng mà mình muốn là cái giải pháp của mình đưa cho khách hàng nó đúng cái giải pháp, đúng khách hàng, nó tốt hơn là cơ hội rất là lớn. Cái mà cơ hội lớn đó, chưa chắc là người ta cần cái giải pháp mà mình đã có. Thì tốt nhất là mình có kiếm khách hàng nào mà cần cái giải pháp của mình, mình mạnh nhất về cái giải pháp đó. Vậy thì giải pháp của bên ông cung cấp có cái điểm gì khác biệt và nổi trội hơn so với các giải pháp khác? Khác nhau, tại vì mỗi giải pháp, mỗi khách hàng là đều cần khác giải pháp. Thì Konica Minolta mình có cái giải pháp rất là đặc biệt, cũng như là mình có thể đưa một cái giải pháp cho khách hàng. Tại vì hiện nay cũng như thị trường Việt Nam mình đó, ít có người xài máy màu. Nhưng mà tại người ta không hiểu là mình có cái giải pháp là trong một cái công ty mình có thể đưa một nhóm nhân viên chỉ in được trắng đen, còn một nhóm nhân viên cũng như marketing là xài được màu. Thì mình có thể quy hoạch ở trong một cái hãng. Người nào có thể in màu, người nào có thể in trắng đen. Trên quan điểm của doanh nghiệp thì ông có thể đánh giá như thế nào về cái tương lai phát triển của ngành hàng Việt Nam? Cái khác biệt ha? Không, cái phát triển tới đây của ngành hàng Việt Nam sẽ như thế nào? Thật ra thí dụ mà mình nói về kinh tế, cái phát triển in ấn, nói về phần in ấn, tại vì Việt Nam mình rất là khác hơn nước khác, tại vì Vũ thì cũng đi rất là nhiều nước. Việt Nam mình vẫn còn nhà sách rất là nhiều, nhất hiện nay là nước ngoài người ta xài e-book, nhưng mà Việt Nam mình vẫn nhà sách cũng như phá xà đó cũng còn rất là nhiều. Thì cái phát triển mà cái cơ hội trong đó nó khác hơn cái nước khác, tại vì cuối cùng là sao, cuối cùng con người cũng vẫn cầm lên một tờ báo để đọc, chứ không người ta không phải cũng như nước ngoài người ta cầm cái iPad để đọc e-news hay gì đó. Nhưng mà Việt Nam mình vẫn là cái thị trường cũng cần cái hard copy để đọc ra. Thì cái phần riêng của mình đó là mình có cái phần in ấn, thì lẽ nhiên là mình có cái cơ hội đặc biệt hơn những cái nước khác, có nghĩa là cái in ấn cũng vẫn còn tiếp tục phát triển ở thị trường Việt Nam mình. Cảm ơn em. Ngoài các câu hỏi của em ra thì anh còn muốn cho một cái nội dung gì khác? Hiện nay cũng như thị trường Việt Nam mình là nói về cái phần cũng như nhà băng là nó đang nhà nước đang gom lại để cho phát triển mau hơn. Thì cái cơ hội đó khi mà nhà nước mà gom lại những cái nhà băng đó, in ấn nó sẽ không chừng nó sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Nhưng mà máy móc đồ thì cũng như hai cái nhà băng đó có mấy trăm cái máy, bây giờ nó phải phân nửa lại, tại vì nó phải chia. Thì khi mà máy móc mà ít hơn á, có nghĩa là phần mềm mình phải phát triển mau hơn. Thì Vũ nghĩ là cái quan trọng nhất là cái phần mềm. Ví dụ mà mình có cái phần mềm mà mình quản lý được nhân viên nhiều mà in ấn ít hơn, rất là tốt cho mấy cái nhà băng.
Thì cái phần mềm của Konica mình hỗ trợ là mình cái chủ yếu là mình giúp khách hàng in ít hơn để có cơ hội phát triển cái ngành của nhà băng Mao. Mao. Chị cầm hết. Và Việt Nam ấy có xu hướng là giảm, thì theo ông là ông có thể cho biết nguyên nhân vì sao không? Cái cách nào của doanh nghiệp nước ngoài? Konica mình hỗ trợ là tất cả là hơn 60.000 nhân viên ở nước ngoài. Thị trường Việt Nam rất là quan trọng trong mười mấy năm hoạt động. Trong mười mấy năm nay hoạt động đó là lần đầu tiên Konica mình Minota 2012 mình làm một cái công ty trách nhiệm hữu hạn. Thì trong lúc đó là mình có